Hôm 5 tháng 6 năm 2021, Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời khiến bạn bè, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc tới Hoa hậu Việt Nam 1994. Đáng chú ý, rạng sáng 6 tháng 6 năm 2021, giáo sư Ngô Bảo Châu cũng có bài viết bày tỏ sự tiếc nuối của mình, đồng thời công khai gửi lời xin lỗi tới cố hậu Thu Thủy trên trang cá nhân. Cụ thể, giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết, Hoa hậu Thu Thủy từng nhắn tin mời ông tham gia một dự án sách. Lúc đó vì bận nhiều việc nên ông không nhận lời được, sau đó cũng chưa bao giờ gặp mặt. Một lần, vào một lúc đầu óc không bình thường, ông đã có một bình luận mang tính xúc phạm đến nơi mà bố của Thu Thủy làm việc nhưng không hề biết. Vài tháng sau, ông có nhắn tin xin lỗi nhưng Thu Thủy không đọc. Giáo sư Ngô Bảo Châu viết, nghe tin Thủy mất, tôi cảm thấy buồn và thương xót. Tôi không thích bày tỏ tình cảm riêng ở chốn đông người như thế này nên nghĩ mãi rồi mới viết ra mấy dòng này. Tôi thấy tôi cần viết nó ra vì tôi nợ bạn một lời xin lỗi công khai, dù muộn khi bạn đã chia tay với thế giới này. Bên dưới phần bình luận, giáo sư Ngô Bảo Châu cũng giải thích rõ thêm rằng đấy là bình luận trên một status của hậu Thu Thủy và có thể hiểu như một sự tấn công cá nhân. Ông viết, sau đó mình hiểu mình đã làm Thủy tổn thương nên muốn xin lỗi nhưng không có dịp. Chuyện đó xảy ra lâu rồi, chắc chắn bạn ấy quên rồi, mình cũng quên nếu như sự ra đi đột ngột của Thủy không làm nó day dứt trở lại. Bên dưới bài đăng, nhiều người tỏ ra đồng cảm và an ủi ông. Một tài khoản viết, nói được lời xin lỗi, nhẹ lòng đi. Một tài khoản khác cũng nhắn nhủ rằng, cuộc đời vẫn có người nợ nhau một lời cảm ơn hay một lời xin lỗi. Tôi tin, ở một nơi rất xa, cô ấy cũng sẽ hiểu và tha thứ, bởi yêu thương và sự tha thứ luôn ở lại trong cuộc sống của chúng ta. Một người để lại bình luận, giáo sư nói ra là rất tốt. Tâm sẽ an, lòng sẽ thanh, trí sẽ thản. Từ nay, giáo sư sẽ vui và Thu Thủy sẽ mỉm cười nơi suối vàng. Chúc giáo sư may mắn.